sao? Em thấy sao? Căng da quá chị ơi. Lần đầu, em rất hay làm spa nhưng lần đầu tiên á thấy da nó căng như thế này. Vừa làm xong cái thấy mình có hiệu quả luôn á. Ừ. Mà thế bên chị nói đây là 30% sau 6 tháng là lên 100% đúng không? Ừ. Mình vừa làm thermal lần đầu tiên tại cái viện Della và cảm giác của mình rất là tuyệt vời. Mình thật sự rất hài lòng.